Xin chào anh em. Hôm nay thì Lê Vá Shop sẽ hướng dẫn anh em thay phụ kiện cho mẫu bật lửa Chia CF018 đang rất hot trong thời gian vừa qua. Mẫu bật lửa Chia có cơ chế bật rất là độc đáo. Đó. Rất nhiều anh em đã thắc mắc về vấn đề là thay phụ kiện cho mẫu bật lửa này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em thay đá bấc cho mẫu bật lửa này. Trước tiên là anh em cầm một chiếc tu vít hai cạnh này, một cái nhíp và một cái que nhỏ để tí anh em thay bấc. Đây. Trước hết là anh em xoáy ốc ra, mở hết các ốc ra. Đó. Anh em nhìn thấy ở bên trong này, đây, nó có một cái cựa ở đây, nó có hai khe khe nhỏ ở đây. Anh em lấy tu vít đẩy vào, xoáy ra. Đó, anh em nhìn thấy không? Anh em xoáy rơi ra hẳn. Đó. Sau khi xoáy được chiếc ốc ấy ra, anh em cầm tay rút đấy ra, sẽ lộ phần bông ở bên trong. Tiếp đấy, anh em sẽ lấy nhíp gắp hết bông ra. Đó. Thay bấc thì anh em chỉ cần rút ra. Đây. Anh em lúc đây là lúc anh em cần chiếc que nhỏ này. Đó, anh em luôn được sẽ bấc dưới, bên dưới anh em có thể dùng nhíp kéo xuống. Em nhét bông lại. Anh em nhớ là khi nhét bông lại thì nhét sao cho nó cái sợi bấc nó sẽ tạo thành một cái hình zig zag nhé, thì mới dẫn được xăng tốt anh em nhé. Anh em chỉnh cái ống lỗ cho đá sao cho cân cân ở giữa. Đây, bây giờ anh em lắp ngược lại, lắp vòng ạ.
Bây giờ anh em xoay kéo về ạ. Vị trí của nó. Vừa rồi mình đã hướng dẫn anh em thay đá bấc cho mẫu bật lửa chia CF018 này. Anh em nào có vấn đề về sử dụng hay thắc mắc về thay phụ kiện cho loại bật lửa nào thì comment để lại số điện thoại bên dưới nhé. DevShop sẽ làm clip hướng dẫn cho anh em khi sử dụng bật lửa. Xin chào anh em.